Hôm nay mình sẽ khoe cái vườn dâu của nhà mình nha. Cái này là dâu leo nha mọi người. Đây, trái nè. Đây là đang mùa dâu, dâu đất và dâu leo nha. Mọi người thấy không? Đẹp chưa? Đỏ đẹp lắm. Dâu này làm bánh cũng ngon lắm nè. Vì nó đang chín, nó nhiều trái lắm. Mà cái dâu này của nhà mình là ngọt nha. Có nhiều cái loại dâu mà nó chua mà nó không có ngon lắm đâu. Cái này thì dâu ngọt. Đây nè, mọi người thấy không? Trái đẹp, đỏ nữa mà không có bị sâu. Những nhà khác là hay bị sâu lắm. Để mình ăn thử trái nha. Ngon lắm mọi người. Ngọt nữa chứ. Đây là những cái trái mà nó còn non nè, nó chưa có chín nè. Thì nhìn cái màu nó hơi khác một chút. Còn những cái mà chín rồi là màu nó đỏ, nó đẹp lắm. Mà ngon ghê chưa. Đây là cũng dâu leo luôn, nhưng mà dâu này là màu đen. Dâu này thì nó chín trễ hơn chút, thì khoảng tháng sau là nó chín, khoảng tháng 7 là nó chín. Bây giờ nó lên trái nè, mọi người thấy không? Nó đặc, thiệt là đặc trái nè, màu xanh đẹp ngon không? Chứ mình lên màu đen, cái này là nó mà đã chín rồi là nó đen, cái màu nó đẹp lắm. Để hôm nào nó lên nó chín rồi thì mình quay cho mọi người xem nha. Cái cây này thì của bà hàng xóm ở bên, nhưng mà nhà của bà thì bà bỏ mấy năm nay không có ai ở hết á. Nên bây giờ nó cứ mọc thì nó cứ leo lên chỗ cái hàng rào của nhà mình nè. Đây nè, mọi người thấy không? Đặc, ngon. Năm ngoái thì có ít có dâu lắm, nhưng mà năm nay thì nhiều trái ghê chưa? Thấy không? Wow, trái mà đã có một cái cuộn mà đã mười mấy 20 trái trong này nè. Đây là có ba cây thôi mà mọi người thấy không? Một này, cây này nó dài qua đây nè. Dài qua đây xong rồi tới cây thứ hai nè. Đây, cây thứ hai cũng trái không? Đây, thấy không? Trái đầy luôn. Cái này làm kem cũng ngon lắm nha. Cái này mình xay máy sinh tố xong mình làm kem á. Kem đá ăn ngon lắm. Đây, cái trái cái này thì càng nhiều nữa. Trời ơi, đặt cành, đặt cây rồi mọi người thấy không? Nguyên Nguyên một cây nặng quằn luôn. Nặng triệu đất luôn. Ngon ghê chưa? Cái này chờ tới tháng sau mà nó lên trái nữa thì mình quay cho mọi người. Cái này là cà chua. Cà chua này là cà chua nhỏ, cái cà nó như cái ngón tay mình thôi. Nhưng mà nó màu vàng nha, nó chín rồi nó ngọt ghê lắm. Cái này, cái cây này là hồi chồng mình đi đi du lịch ở New Zealand á, thì nó có cái giống cà này nè, chồng mình lại lấy cái hột cà đi rồi về đem về đưa cho bà mẹ chồng mình đó. Rồi trồng mười mấy năm nay, cái cà mỗi mỗi mùa hè là mình không có cần mua, mình ăn cà này ngon lắm, ngọt nữa. Bây giờ nó mới chỉ có ra hoa thôi, hai ba cái hoa đây nè, mọi người thấy không? Đó, đây hai ba cái thôi. Hôm nào mà lên cà rồi nó chín rồi thì mình quay lại cho mọi người coi xem. Đây là đậu ve nha. Đậu ve này á là không phải đậu màu xanh đâu, đậu ve này là màu tím. Nhưng mà bây giờ nó mới có lên được khoảng nhiêu đây thôi. Tại vì năm nay thời tiết nó không có bình không được bình thường nên cái cây này mới trồng cách đây khoảng 1 tháng thôi. Nhưng mà mình nghĩ là chắc khoảng tháng 8 thì nó ra nhiều đậu lắm. Đậu màu tím nó đẹp lắm, mà ăn nó mềm, nó ngon lắm. Rồi khi nào nó mọc thì mình quay tiếp một lần nữa cho mọi người xem hết. Đây là cây củ su này. Cái củ này củ su hai cái. Một cái màu xanh, một cái màu tím. Cái này thì bà mẹ chồng mình trồng chứ mình không có trồng. Tại vì mình cũng ít thích ăn lắm. Trồng thì một năm trồng mấy chục củ vậy đó. Còn cái cây khác bên này là đậu bi. Nhưng mà giờ nó cũng chưa có ra trái, nó cũng chưa có hột đâu. Tại vì mới trồng cái đây khoảng tháng mà. Nó có ra trái thì phải giữa tháng sau thì nó ra trái. Cái này là đậu ve màu xanh. Đậu ve này là mọc nó không có leo lên, mà đậu ve mọc 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 dưới đất đó, nó mọc ngắn lắm, nó mọc khoảng 5-60 cm xong nó ra trái, ra đậu, nhưng mà đậu là đậu màu xanh. Còn cái này là bắp cải. Bắp cải này là bắp cải bắp 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 cải mà để làm kim chi Hàn Quốc á. Mình quên cái tên Việt Nam là gì rồi, hình như là bắp cải bắp sú cải là cái gì đó, mình quên tên rồi. Nhưng mà cái này thì hôm bữa trước là mình đi hôm mình trồng giữa tháng 5 thì bây giờ cũng được 5 tuần rồi nè. Mọi người thấy không? To to mà tốt chưa? Rau mình trồng á là không có tưới hóa chất gì đâu nha.
chỉ có là mua giống mà giống 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 rau sạch đó về trồng trồng để nó lên thôi, chứ không có hóa chất, không có gì hết. Còn cái này là rau cần trồng nhưng mà nó lạnh quá nên nó bị vàng lá hết rồi, nó bị vàng mấy cái lá bên ngoài này hết rồi. Cái này thì trồng cũng đợt với cái bắp bắp cải cái kia, nhưng mà cái này thì cần này không phải cần của Việt Nam, mà cần này là cần của đất nó lên bè to lắm. Chứ như mình trồng này thì khoảng nó lên khoảng tí xíu nữa tới đây thì mình cắt mình hái mình ăn. Cái này là bạc hà này là của Morocco chứ không phải là bạc hà của Việt Nam mình. Bạc hà của người Morocco thì họ họ dùng để họ uống làm trà, trà với người ta bỏ vô cái đường 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 phèn á, người ta làm trà người ta uống. Nhưng mà khi mà nấu bún bò hoặc là mình ăn cái gì đó, ăn ăn bún hoặc là mình cuốn bún cá hay là bún bò đó, bỏ vô thì thơm lắm. Có hai cây, cây bên đây thì nó cái mùi nó ít có cây lắm. Còn cây đây thì cây hơn. Còn đây là ngò nè, ngò nhà mình trồng đó tốt dày luôn. Mùa hè là không còn mua rau, chỉ có hái rau ngoài vườn mua ăn thôi. Cái này là thuy miên, là cái giống dạng như kiểu như là cái giống này là của Ý, để người ta ướp thịt hay ướp cá người ta không có cái này. Cái này cũng vậy, cái này là rosemary. Đây là bí nhật nha, bí nhật này. Nhưng mà bí nhật này là bí nhật có sọc. Bí nhật này thì có nhiều loại màu lắm, màu sọc, màu xanh, màu vàng. Mình có hai cây, cây này mình trồng hôm vừa tháng 4, còn cây này mình mới trồng, nó hơi nhỏ hơn tí. Mình còn một cái cây bên kia nữa để mình quay qua cho mọi người. Đây, cây bí nhật là cây bí này, bí màu vàng trái này, mọi người thấy không, nó ra trái màu vàng rồi nè, nó ra mấy trái rồi. Bí vàng thì ăn thì nó cứng hơn bí xanh, bí xanh nó mềm lắm. Bí vàng mình thích ăn nên hôm trước mình mua thêm một cây bí nhật và bí vàng để mình trồng. Rồi qua bên đây là cây củ cải. Củ cải này là cũng của bà mẹ trồng mà chồng mình trồng luôn, nó lên được tí tí rồi, nó chưa có lên mấy nha. Đây, củ cải bên đây là mình có cà rốt nè, cà rốt cho nhưng mà mới trồng cách đây 10 ngày nên lên hơi nhỏ nhỏ xíu thôi. Nhưng mà cà rốt này không phải là cà rốt màu cam, mà cà rốt này là cà rốt màu tím à, nó lên rồi. Vài bữa nó lên cao thì mình chiếu cho mọi người coi ha. Đây, cái này là cải thìa nè, cải thìa mình trồng trồng cũng được 10 ngày đó. Hôm trước trồng khắp hết luôn rồi, cái con mèo nhà hàng xóm nó tới nó đào lên. Mọi người thấy bây giờ lỗ lỗ hỏng hỏng này đâu có hột đâu, nó đào lên đó. Đây đây là rau xà lách, mọi người thấy nó tốt kia chưa, một búp to thiệt là to, đẹp dễ sợ luôn. Rồi bên này là cũng xà lách luôn nha, mình mới trồng được 10 ngày. Mọi người thấy không, xà lách này, xà lách lá thì nó hơi tím tím, ngò thì nó mọc tùm lum đầy hết, ở đâu cũng mọc được ngò. Thì do mỗi lần mà mình để mà hột nó lên giống á thì mình cứ để nghĩ đó, rồi nó cứ mọc tùm lum ở chỗ nào nó cũng mọc ngò hết. Mọi người thấy rau muống không, rau muống mình trồng không, mình trồng lên đợt rồi mình ăn hết đợt rồi mình mới trồng được đợt mới nè, ngon ghê chưa. Đây đây là cũng là rau cần tiếp cho mình, trồng trong nhà kính thì nó đẹp hơn, lá nó đẹp, nó to, nó đẹp lắm, mọi người thấy không. Thấy chưa, đẹp ghê chưa, tươi mà đẹp. Đây nè, đây là rau cải nè, rau cải này thì rau cải bẹ trắng, rau cải trắng á, của Việt Nam mình, giống như là cũng mới trồng nên cũng chưa có lên mấy. Đây là cây rau quế nè, rau quế này thì mình mua ở tiệm ở đất á, chứ mình không có trồng, mình trồng mấy năm mà nó không có lên, nó lên được năm đầu tiên, năm thứ hai nó không lên được cái cây nào hết, nên giờ thôi mình đi mua thôi, chứ mình không có tự gieo hạt nữa, gieo hạt thì nó không có lên. Mà đêm này bên Thái, rau quế này, quế Thái nó cũng thơm lắm. Rồi cái cây này, cây ớt này mình cũng đi mua luôn, mua 3 đồng, 3 đồng mà lúc mình mua ra có trái rồi nè, có trái đẹp không, nhưng mà chưa đỏ lắm. Một cây tí xíu vậy mình chắc cũng được 20 mấy trái, cây nhỏ xíu vậy nè, mọi người thấy đâu có cao bao nhiêu đâu, từ cái chậu đi lên
thì nó còn hai chưa tới 20 cm mà chắc cũng phải 30 trái, ngon ghê chưa. Giờ nó chín, vài bữa nắng nắng lên thì nó mới đỏ trái được.